vâng, em cũng xin gửi lời chào toàn thể tất cả các bạn, tất cả anh em. Thì hôm nay bên em test sản phẩm WC4000 dòng chi đỏ Pro để gửi tới anh Thi ở tỉnh Bến Tre nha bác nha. Thì dòng sản phẩm này là một dòng sản phẩm chất lượng đến từ Mỹ và cũng như là đời Ý, chi đó là đời cao, có công suất nó có công suất là 800W ở một kênh ở 8 ohm và 4 ohm là 1200W. Với những dòng này thì nó đánh hai cặp 40 nha bác nha. Đấy, hai cặp full 40 hoặc là đánh full đôi sub kép v.v. Với sản phẩm này thì bên em vẫn đang còn một con duy nhất với giá là 20 triệu nha bác nha. Giá là 20 triệu. Giá đợt này thì rất là tốt cho các bác. Với cái giá thành con này thì cái đợt trước cách đây khoảng nửa tháng hoặc một tháng thôi thì nó giá nó là 21 triệu 22 triệu nha bác nha. Với những sản phẩm này thì bên em về giá tốt thì bán ra giá tốt cho tất cả bác nha. 20 triệu nha bác. Bác nào có nhu cầu và mua dòng sản phẩm WC4000 thì alo cho em. Thì em ghép với nó là đôi loa JBL MR925 nha bác nha. Đời cao của dòng JBL và chất âm của những dòng này thì cực kỳ hay, là full 4 đôi 100 kèn hồng gan. Đôi loa này thì hiện tại bên em cũng đang còn cực kỳ đẹp với mức giá là 27 triệu 500 ngàn. Giá cũng tương đối là hợp lý cho tất cả bác với mức giá này. Thì giá thị trường thì cặp này thì toàn là 29 triệu nha bác nha. Đấy, 29 triệu. Bên em để bác nha, giá 27 năm đây. Rồi, mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm của đôi sản phẩm WC và loa JBL.
tất cả bác mà muốn mua những dòng sản phẩm này thì alo cho Quốc Hùng qua hai số điện thoại là 0366 48707 hoặc là 0393 10059 nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác ở video sau.